chun chụp bút là đập nòng có đôi chi mình tới đây cả cùng đặt nè với chị chun tu tiền bút đi bàn triệp thay đi giờ bàn đâu khơi cả này mùi từ lưu bộ phun phê rì dìa rô bò à kẻ nì dụ phun thân nìa kìa đại miên ca ca nơi COVID đọc bộ buồn nì chì cả nây đồng bộ mộng phốt đại dương ai chát tốc thá chì ca khlong khăn nông xà cùng hai miên ca bẹp bón chì mùi nâng tì krong phụng bình khai xìm riếp hay nâng ai chuyên ta đó khẹt bần tì miền chế khẹt mà nôl kỳ rì khăn ông sở thàn ở phía bếp ni rì nhỏ thảo vì ba bàn bà căn dô vị thiên ca bọn toán đòi thư ca phù mộ rông nẹ để cho bẹp bọn tiền bà tó, tiền bà gió đang bay ở thư chất tà lấy xa có đôi chưa dô sòng nạ tự bình nịch. Đời lấy nơi tì krong phụng bình miền thân nạ ô bạ nè dụ rộn trấy cư xâm đạch là hòm sọ khi ở đám bân chân ở đám cà rứt cả đôi chìa mê đặc nòm mùi chùm nôn tiết tại bàn bà chung chùm mùi khní chẳng mạch trời thuê chặt tử lấy xa hói có trời thuê ca thuê tẻ tại mọt chọt nông chùm nòm nó ai miền tèng krong khu xà phong đài. Chẳng phù, y ọn mùi, sông mà chia sái, đời xa tay miền ca chạm bạch, đàm bây nâng ca bật, khăn nông mùi rìa bề khlấy, đàm bây trút bình nất, nẹ đàm miền ca bẹp bọn. Trong sông bóng phía bình yêu, xâm rạp bà chìa bò rọt bò dương, công miền ca chào lào phây khlách, rồi hốt tờ đòn, ca bạch bóng nơi ca cục gồm. Bọn thái, khi ông xa ôi bị chiêu bỏ rõ rồi bỏ dương, bọn ca ơn nơi ca vô chất tục đạc. Bẹp bọn, chỉ mùi nâng. Ca ca biệt luôn, ta mà dạ ca bẹp mặt. Ta mà dạ ca liêng đầy. Ca nà mày tam ca nè nòm. Rồi bỏ, cơ xuống sọc hạp bị bá. Khăn ông cả nơi đầy miền ca sòng say, tới thử rốt, ca bản chạc bị cổ bệt ở bán chạp. Xong bằng ca nơi ca prong bà giác, đám bấy ca biệt luôn nơi khăn ông cả lại tới xa, nơi chạm bạch đi. Hỏi, bà ai chỉ viên bán xong ai chỉ viên, công thư ca bổ mô prom nà mùi. Nhóm mình miễn ca ông phía bản yếu đang bấy bất xả lá riêng nơi tì cổng phong bình rư khai xìm riệp rư khai đầy miễn ca vẹo bọn thì à với đây chứ ca chạm bách nơi bên đi cứ đồng rơi ca nơi ca vẹo mà nơi ca liền đáy nơi ca rẻ xa cùng liệt sự vật tập hiệp tại bọn nó dương trời tốt ơi đồng nà ca và vượt tới thỏa mà đá tam còn lông thơm mây đời rõp tên xà là riêng phong đài trong sân cơm thao bóng bố vì chưa bỏ rõ đồ bỏ dương nâng dư lâu đó sẽ biểu cả ni hai khiếm nâng tam đã nơi dốc chất tục đạn từ lưu ca vì vọt nây sẽ biểu ca tầng o. Đại cơ xuống sau khá bị bán nâng này bẹp bọn rê ca ở trong chiếc bà tòa bà tòa. Ây lời ní, bà tôi bây chiếc bà nhà hà ní bán cát nơi tì cổng xìm riếp. Có trong cổ bông thất nơi cổng xìm riếp, hỏi trong nơi tay tùm ná ca ca mỹ thi thòm bà nà. Đại cron tay bằng cát nơi ca prong bà giặt tay bà nông. Đối chí này mình miễn ca lụp chào nơi ca mỹ thi để bán cổng túc. Xâm rạp cả bao cả than plâu xam cho phẩm mấy xài ruộng nâng ca
38 ខ្សែរួមនឹងការកែលម្អនៅដងស្ទឹងសៀមរាបផងនោះទេសំបងប្អូនបង្កើនការយល់ចិត្តទុកដាក់ទៅលើការការពារខ្លួនហើយប្រសិនបើគ្មានការចាំបាច់ទេសូមកុំចេញក្រៅផ្ទះហើយនៅក្នុងផ្ទះ ដើម្បីងាយស្រួលឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើបញ្ហាទាំងឡាយហើយអ្នកដែលត្រូវធ្វើចាត់តិល័យស័កក៏ត្រូវធ្វើឲ្យបានហ្មត់ចត់ជៀសវាងនឹងការសាយភាយទៅកាន់កន្លែងផ្សេងទៀតសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងជំនះបាននៅការលំបាកនៅក្នុងកាលៈទេសៈមិនច្បាស់មិនតាន់ច្បាស់លាស់នេះ ការដែលយើងយកវិធានការនេះគឺជាការដែលយើងខិតខំជៀសវាងឲ្យខាងតែបានទៅនឹងការរីករាលដាលទៅក្នុងសហគមន៍សង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងមានការយោគយល់ចំពោះសភាពការណ៍នេះថ្នាក់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការនិងមន្ត្រីមួយចំនួន រອບតាំងអភិបាលក្រុងសៀមរាបក៏បាននឹងកំពុងធ្វើចាត់តិល័យស័កផងដែរដោយទើបនឹងដឹងថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងទទួលទានអាហារជាមួយនឹងឪពុកដែលបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអគ្គនាយកពន្ធនាគារនិងភរិយារបស់គាត់ដូច្នេះក្រំតែពាក់ព័ន្ធបែបនេះឪពុកបានធ្វើដំណើរមកសៀមរាប ក៏តម្រូវឲ្យកូននៅសៀមរាបដែលជាអភិបាលក្រុងសៀមរាបធ្វើចាត់តិល័យស័កផងដែរនេះហើយគឺជាវិធានការដែលយើងប្រកាន់យកមានតែវិធានការបែបនេះទេទើបអាចយល់ឈ្នះទៅលើកូវីដ-19ដែលអាចចាត់ទុកថាជាករណីដំបូងបំផុតក្នុងការឆ្លងចេញពីសហគមន៍ដែលមិនដំដឹងច្បាស់ថា តើភរិយារបស់ឯកឧត្តមអគ្គនាយកពន្ធនាគារបានឆ្លងពីនរណាខ្លះបានឆ្លងពីនរណាហើយនឹងបានចម្លងទៅនរណាខ្លះទៀតនេះជាករណីដែលកំពុងតែតាមដានបន្តដោយជាករណីពន្ធនាគារព្រៃសដែលអាចមានហានិភ័យប្រសិនបើលោកជំទាវភរិយាអគ្គនាយកពន្ធនាគារបានទៅកាន់ទីនោះ ក៏ត្រូវតែមានការធ្វើសកម្មភាពបន្ទាន់សង្ឃឹមថាក្រមឆ្លើយបន្ទាប់បន្ទាន់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងធ្វើសកម្មភាពភ្លាមៗអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវធ្វើសកម្មភាពភ្លាមៗជាពិសេសខេត្តសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យគឺដោយជាមួយនឹងអ្នកដែលចូលរួមប្រជុំស្នងការនគរបាល ហើយអាចមានទៅដល់ខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើររបស់សម្ដេចក្លាហោមសុខេងទៅកាន់ទីនោះដូច្នេះជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមកខាងកុំមានការជ្រួលច្របល់តែនាំទៅដល់ការគ្រប់គ្រងទីផ្សារមិនបានល្អចិត្តសាស្ត្រជ្រួលច្របល់និងមកខាងទៀតត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុត ហើយខ្ញុំសូមឲ្យដំណើរការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបន្តដំណើរការរៀនសូត្រប៉ុន្តែត្រូវតែមានការបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអនាម័យនៅតាមសាលារៀនទាំងនោះហើយបើសិនជាមានការកិច្ចការណាដែលវាមិនច្បាស់លាស់ តែមានការសង្ស័យយើងនឹងចេញខ្ញុំនឹងចេញបទបញ្ជាបន្ថែមទៀតតាមក្រោយសូមអរគុណ